Đang bán gà thì thấy mấy chiếc xe cảnh sát kéo đến nhà, chị chủ trang trại hú vía nhưng sự thật lại khiến người xem bật cười. Đang yên đang lành mà có hẳn mấy chiếc xe cảnh sát đến nhà mình, bạn nghĩ đó là gì? Hẳn là cũng hơi hoang mang đôi chút nhỉ vì chưa hiểu chuyện gì xảy ra mà. Vừa mới đây, một chị chủ trang trại gà cũng rơi vào hoàn cảnh này, muốn rớt tim khi thấy các anh cảnh sát đi đến. Nhưng thật may, sự thật sau đó lại khiến chị cùng các dân mạng bật cười. Thì ra những chiếc xe này được sử dụng để chở gà mang đi làm từ thiện. Sau khi biết sự thật, ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù lúc xem video, dân mạng nào cũng thót tim theo chị chủ trang trại gà. Cảnh này ai gặp mà chẳng hú hồn, giật toàn thân luôn. Chắc tim cũng ngừng đập trong tích tắc đúng không? Cái xe đó này là chở gà, đáng yêu kê. Bên cạnh đó, một cư dân mạng khác làm nghề bán khoai lang cũng chia sẻ hoàn cảnh tương tự khi có xe cấp cứu đến mua khoai chở đi làm từ thiện. Cũng giật mình không kém đâu nhỉ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy để lại bình luận về cảm nghĩ của mình. Và đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo.